Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này. Đầu tiên á, m phụ thi ox thì giá trị của m của chúng ta sẽ là x 0 0. Như vậy, muốn giải nhanh câu này chúng ta sẽ đi tìm hai vector ma. Hoặc là mình dùng vector am đi. Và vector bm. Thì chúng ta sẽ lấy tọa độ m trừ tọa độ a. Như vậy chúng ta sẽ có là x trừ cho 0. Và chúng ta có 0 trừ với 1 trừ 1 là 1. 1. Còn đây chúng ta có x trừ với 1 là x cộng 1. Trừ 2 trừ 4. Do hai vector này vuông góc với nhau. Như vậy chúng ta sẽ có là x nhân với là x cộng 1. Trừ 2, 1 nhân trừ 2, 1 nhân trừ 4, bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có x bình phương cộng cho x trừ cho 6. Sau đó chúng ta dùng máy tính Casio. Chúng ta có x1 bằng 2, x2 bằng trừ 3. Tuy nhiên, để nói phụ thi Ox, chúng ta nên nhớ kỹ. Trong hệ trục tọa độ OXYZ thì chúng ta viết TOX thì nó nằm ở bên giá trị dương, cho nên chúng ta sẽ chọn về số dương nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.